Quýnh Nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em. Lời nói đầu thì cho Quýnh Nhà gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Thời gian thì nó trôi qua rất là nhanh, chứ có cái sự yêu thương đong đầy là vẫn mãi còn ở đó. Và thật sự trong cái câu chuyện của cô ca sĩ thì chúng ta đã hiểu rất là rõ, cô ấy luôn là một người mẹ, luôn là một đầu tàu vững chắc và tạo ra những cái năng lượng tích cực để cho các con của mình có được một cái bước đệm thật là tốt để bước vào tương lai. Và mới vừa đây thì mọi người cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối cái câu chuyện kể từ khi cờ bước chân ra khỏi nhà của cô ca sĩ rồi đấy. Là một người có một cái tương lai rạng ngời, là một người đi đâu cũng có kẻ đón người đưa, nhưng rốt cuộc bây giờ lẻ loi lẻ bóng một mình khi về chung với bác ba và chú bầu. Người ta luôn khẳng định rằng là bác ba và chú bầu sẽ làm cho cờ tỏa sáng, nhưng các bạn đâu có hiểu được rằng là cờ chưa hề tỏa sáng và cờ đang rất là bấp bênh với cuộc sống thực tại. Nhiều lúc các bạn thấy một cái hình ảnh là vui vẻ hay là tươi cười trước mặt của quý vị, nhưng đâu đó vẫn là cái ánh mắt cơm áo gạo tiền ngày ba bữa. Mọi người biết sao không? Mình lấy tiền của người khác mà nó dễ dàng á, thì mình phải nên động não và suy nghĩ lại rằng tại sao người ta lại tốt với mình như vậy? Có cái lý do gì, có cái hòa cớ gì mà người ta lên tiếng và người ta giúp đỡ mình nhiều? Phải dè chừng. Còn bản thân của cờ thì cứ táp táp vào và cũng chưa hiểu được ngọn ngành cái nguyên nhân người ta giúp mình là có mục đích và có lý do cả đấy. Các bạn biết không, năm 2021 vừa qua thì chúng ta lao vào cái tình cảnh lao đao trong dịch bệnh diễn biến khá là hoành hành. Người người nhà nhà đều có một cái nỗi muộn sầu, có một cái nỗi đau trong cái sự mất mát. Và bản thân của chú Bầu cũng vậy thôi. Tuy rằng là một doanh nghiệp lớn gì đi chăng nữa, nhưng đảm bảo 100% trong năm 2021, chú cũng đã bấp bênh rất là nhiều. Và bản thân của chú khi mà hô hào lên cho cờ tặng 2 tỷ đồng hay là tổ chức ra những cái show diễn để cho cờ đứng trên sân khấu, trả tiền cachet với 200 triệu đồng, thì chú sẽ làm một cái phép tính rất là kỹ càng trong cái việc là nâng đỡ và tâm bóc cờ. Mà thật ra nói nâng đỡ và tâm bóc thì cũng không có. Chú chỉ nâng đỡ và tâm bóc cho bản thân của chú và bác ba mà thôi. Còn bản thân của cờ thì bị lép sau hai người vậy đó. Nói đến đây thôi thì người ta cảm thấy thương cho cố ca sĩ. Bởi vì cái lúc mà cờ sống chung cùng với cô ấy thì cờ chả phải lo, chả phải nghĩ gì. Và cô ấy thương cờ, thương cho cả gia đình của cờ, giúp đỡ cho cả gia đình của cờ, chưa bao giờ tính toán và đặt ra một cái điều kiện nào cả. Còn bản thân của bác ba thì sao? Có bao giờ bác ba xem cờ giống như là con là cháu của mình hay là chưa? Bác ba có bao giờ muốn thật tâm, thật lòng giúp đỡ từ đầu đến cuối vẹn toàn cho cờ hay là chưa? Hay cờ chỉ là một con chốt thúy trong cái câu chuyện này mà thôi? Mình nói như thế này á, không phải rằng là mình lo lắng cho cờ hay gì cả. Mình chỉ để chứng tỏ cho tất cả mọi người biết được rằng là trong suốt cả một cái quá trình 6 năm vừa qua, cố ca sĩ đã phải gồng gánh đến cỡ nào, phải ra làm sao để có được một cái đại gia đình vững mạnh như vậy. Không phải đơn giản một phút, một giây mà cố ca sĩ có thể là tạo ra một cái hiệu ứng đẹp như vậy đâu. Cả một cái hành trình, cả 30 mấy năm vừa qua, cô ấy lặn lội bằng cái sự yêu thương chân thành, bằng cái sự nỗ lực cố gắng của cô ấy, chứ không hề đơn giản tạo màu tạo mè trước ống kính hay là diễn cho tất cả mọi người xem giống như là những cái câu chuyện bi hài hiện tại bây giờ cờ đang phải nếm trải đâu. Và cái vấn đề có nhiều người lên tiếng nói rằng là tại vì sao cờ đã muốn ra khỏi nhà của cố ca sĩ rất là nhiều lần rồi mà cố ca sĩ lại năn nỉ ỉ ôi để làm cái gì? Để cờ ở lại để làm cái gì? Thì các bạn đâu có biết được cái nguyên nhân sâu xa là như thế này đâu. Là cố ca sĩ chưa hề níu kéo hay chưa hề nói bất cứ một cái điều gì để cho gia đình của cờ ở lại. Cô ấy xác định rất là rõ ràng đến một lúc nào đó cờ cũng sẽ ra riêng. Nhưng bản thân ba mẹ của cờ là cái người năn nỉ ỉ ôi,
Con không biết được rằng là mẹ của cờ có đang xem cái clip này của con hay là không. Nhưng nếu như cô xem được thì cô có suy nghĩ như thế nào những cái lúc mà gia đình của cô mướn bước chân ra khỏi nhà của cố ca sĩ thì cô ấy đã đồng ý, đúng không ạ? Và bản thân của cô thì chưa bao giờ muốn cờ đi ra khỏi nhà, bởi vì cô biết được rằng là một khi ra khỏi nhà của cố ca sĩ rồi thì cô sẽ không có một cái tiếng nói nào để có thể là dạy dỗ cho con của mình, và cũng không thể nào mà giúp cho con của mình có được một cái bước thăng tiến trên đường đời. Cho nên cô đã rất là dè chừng, cô đã khóc lóc rất là nhiều, và cô đã làm cho cố ca sĩ mũi lòng như thế nào để cho cô ấy một lần nữa là để cho cờ sống chung trong chính ngôi nhà của đại gia đình ấy. Rồi rốt cuộc sau cái sự việc ấy lại chính là những cái điều mà cờ gieo rắc cho cố ca sĩ. Thử hỏi rằng một người mẹ khi mà chứng kiến mà con của mình làm ra những cái câu chuyện như vậy thì cô cảm thấy là đau lòng không ạ? À? Cô có cảm thấy rằng là tội cho cố ca sĩ không? Tại vì một người đã giúp đỡ cho gia đình của cô không hề tính toán thiệt hơn, lo cho gia đình của cô rất 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 là nhiều, nhưng cuối cùng chỉ vì một cái gì đó được gọi là ảo diệu thôi mà đã nghe theo những cái lời xúi dục bịa đặt ở bên ngoài. Rồi bây giờ cô thấy không? Cô giáo thì đường cô giáo đi. Bây giờ ngay kể cả cái show diễn lần đầu tiên thôi, mới có bước chân ra thôi, khập khiễng đi thôi, mà cũng gặp trúng những cái người mà không thật lòng thật tâm, chỉ lợi dụng vào cái câu chuyện của cờ, rồi lấy hình ảnh của cờ để bi ai, rồi lại hủy show, rồi không có tiền cá xê, rồi bây giờ còn đòi kiện đòi tụng thế này thế nọ nữa. Thì cô cảm thấy rằng là trong cái câu chuyện này, cố ca sĩ có phải là một người mẹ vĩ đại hay là không? Nói thẳng ra, bây giờ chỉ còn bác ba và chú bầu. Nhưng mình tin chắc rằng là đến một lúc nào đó, bác ba và chú bầu cũng sẽ có cái cuộc hành trình riêng của bản thân họ, và cũng sẽ không bao giờ quan tâm đến cờ, tại vì người ta chưa bao giờ xem cờ giống như là người thân trong gia đình để mà có thể là nỗ lực hết mình giúp đỡ cho cờ từ đầu đến cuối. Và bản thân của họ cũng chỉ nghĩ rằng là trong cái drama này, người ta chỉ mong muốn rằng cờ sẽ giúp cho họ có được nhiều cái hợp đồng hơn, có được nhiều doanh nghiệp, những cái người mà có tên tuổi hơn, người ta biết đến bác bầu, chú bầu thôi. Chứ còn thật ra cờ cũng không có phải là cái người mà để cho họ phải săn đón. Cho nên ta nói cuộc đời này nó có nguyên nhân cả đó. Người ta giúp cho mình, nếu như thật lòng, thật tâm thì người ta sẽ im lặng, và người ta giúp trong thầm lặng, người ta sẽ làm hết sức có thể để nâng đỡ một cái ngôi sao của họ lên tới đỉnh điểm. Và người ta sẽ làm sao mà cái hình ảnh của cờ trong mắt của quý vị khán giả lúc nào cũng đẹp. Còn đằng này, chỉ cần cờ đứng trên cái show diễn mà có bác ba thôi, thì làm gì mà cờ có cái điệp khúc được gọi là hát bằng chính cái thực lực của mình. Chỉ gọi là đứng để mà có thể là so tài cùng với lại bác ba. Và bản thân của cờ khi mà so tài cùng với bác ba thì các bạn biết rồi đấy, giọng hát không có nội lực. Có thể là hả, chứng minh bản thân của cờ là vượt trội hơn bác ba. Tại vì bác ba không bao giờ cho cờ một cái cơ hội để cờ có thể là hả, đứng trước bác ba để mà thể hiện cho quý vị khán giả. Vừa qua thì mọi người cũng đã thấy được những cái show diễn của cờ cùng với lại bác ba rồi đấy. Bây giờ thì nó cũng đã có trong cái kênh của chú Bào đấy, thì mọi người có thể là vào đó mà xem. Chứ nhưng mà xem xong thì mọi người đừng có nói rằng là cờ tại sao lại lép vế với bác ba. Tại vì bác ba là cái người sáng tác ra cái bài hát đó, và bác ba là cái người thể hiện rất là thành công cái ca khúc đó. Nếu như bác ba muốn cho cờ phát triển, hoặc là bác ba muốn cho cờ vượt trội hơn kể cả bản thân của mình, và thật lòng giống như là một người thầy muốn giúp đỡ cho con, cho cháu của mình, thì đương nhiên bác ba sẽ làm cho cờ nổi trội hơn bác ba, và bác ba sẽ đứng nép về phía sau để cho cờ có thể là tỏa sáng. Còn đằng này là không nha mọi người, bác ba chỉ thích bác ba nổi trội hơn cờ. Cho nên ta nói cuộc đời này khó có ai được giống như cố ca sĩ lắm. Lên trên sân khấu
với con của mình, thì cố ca sĩ luôn là cái người nhường cho con của mình hát. Những cái nào mà nó lên cao giọng quá là người mẹ ấy cứ thấp thỏm, cứ đứng sát bên mà nói rằng là cố lên con, lấy hơi để mà có thể là hát. Thì thử hỏi mọi người rằng cô ấy có muốn cò phát triển hay là không. Cô ấy đã từng nói rằng cho dù bất kỳ một ai có thể nói mẹ như thế nào và ra làm sao, mẹ vẫn có thể chấp nhận. Còn đối với các con của mẹ thì không ai có quyền được lên tiếng để có thể là chê bai. Cô ấy luôn muốn tạo cho các con của mình có được một cái hình ảnh đẹp. Cho nên ta nói á, đến hiện tại bây giờ mà phía bên ekip của cố ca sĩ chưa bao giờ dám lên tiếng để có thể là nói bất cứ một câu chuyện nào, nói rõ cái sự thật ra cho tất cả mọi người biết, là chỉ có mỗi một cái lý do là vì thương cố ca sĩ rất là nhiều và người ta sống trọn tình trọn nghĩa, người ta chưa bao giờ muốn làm cố ca sĩ phải bận lòng bận tâm dù cô ấy đã ra đi mãi mãi. Đáng lẽ ra nhiều người á, người ta ích kỷ á, người ta sống mà người ta nhỏ nhen á, người ta nghĩ rằng là bây giờ cố ca sĩ đi rồi thì giờ mình muốn nói gì mình nói, người mất thì cũng đã mất rồi, người ta cũng không thể nào mà người ta nghe được, mình cứ nói toẹt ra đi là con người của cờ như vậy, gia đình của cờ như thế này như thế kia, người ta nói hết. Còn đằng này phía bên đại diện của cố ca sĩ chưa hề nói, bởi vì người ta thương thật lòng, người ta còn có cái chút tình chút nghĩa, người ta còn muốn lắng đọng lại rằng là những cái điều mà cờ đã từng sống chung trong nhà của cố ca sĩ, đó là những cái điều đẹp. Và cố ca sĩ là một người mẹ rất là tuyệt vời đã giúp đỡ cho cờ trong suốt cái chặng đường vừa qua. Vì người ta thương cho cái người đã khuất là cố ca sĩ, người ta không muốn cô ấy phải buồn hoặc là vướng bận bất cứ một cái điều gì trên cõi trần. Chứ thật ra nếu mà nói về gia đình của cờ thì có rất là nhiều cái vấn đề mà nói thật sự nó oái âm cực kỳ. Nếu như bác ba và chú bầu mà nghe những cái điều này thì bác ba và chú bầu cũng giả lơ, biến mất dạng luôn, chứ đừng có nói gì mà giúp đỡ cho cờ thế này thế kia. Ok, cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà. Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.